Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay tại xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. 6 người trong một gia đình bị sát hại dã man. Đến chiều hôm nay, thi thể các nạn nhân đã được chuyển ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt căn biệt thự nơi xảy ra vụ án để phục vụ điều tra. Đây là một trong những vụ án mạng kinh hoàng nhất xảy ra từ trước đến nay. Căn biệt thự Quốc Anh, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng vào sáng sáng ngày hôm nay, vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Người dân tập trung hai bên đường để theo dõi diễn tiến của vụ việc. Hoang mang, hoảng sợ trước sự ra tay tàn bạo của kẻ thù ác. Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, chị Lý Thị Thu, cô họ của nạn nhân, vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Vừa mang bao tay vừa xong, cái con kiểm quản là trời ơi cô ơi cô, nhà cô bên đó bị sát hại hết rồi. Trời ơi cô hả, quý quán chạy qua cái không thấy đứa nào hết trơn á. Chạy vô phòng thì thấy con cháu là mẹ nó nằm xây ra, thì tay trói vậy nè mà máu me không, còn thằng cháu thì nằm xây vô. Cái dồn qua phòng của nó thì thấy thằng chồng nó thì nằm nửa trên nửa dưới, mà cũng không thấy bị đâu nữa. Thì lúc đó cô quýnh rồi, cô biết là nhà con nó còn mấy đứa nữa nên cô phải chạy đi tìm mấy đứa nhỏ. Đằng sau tấm bạt được lực lượng chức năng che vội này là thi thể cháu Dư Minh Vĩ, 14 tuổi, bị hung thủ ra tay cắt cổ. Theo lời bà Mai Thị Thắm, căn phòng phía bên trên căn biệt thự này là phòng ngủ của em Lê Thị Ánh Linh, 20 tuổi và Dư Thị Tú Như, 18 tuổi. Phía bên dưới căn nhà là thi thể ông Lê Văn Mỹ, 48 tuổi và bà Lê Thị Ánh Ngọc, 42 tuổi và ông Mỹ. Tất cả các nạn nhân đều bị hung thủ cắt cổ, chỉ duy nhất cháu bé 18 tháng tuổi còn sống sót. Trời giờ hả, nằm mà nhắm mắt là cứ nghĩ thương tụi nó riết à. Chứ giờ không biết sao cứ nghĩ hai đứa, mấy đứa nhỏ gái nó tội quá trời, mới tuổi mới lớn còn có 23 chứ đứa 20 mà. Chưa có người yêu, chưa có bồ mà giờ cứ nghĩ thì thương nó quá mà giờ. Theo người dân địa phương, gia đình ông Mỹ sống rất hòa thuận với hàng xóm, không xảy ra mâu thuẫn. Khi xảy ra vụ việc, nhiều người không giấu được sự bàng hoàng. Mình cũng cái tình làng nghĩa xóm á, khi nghe thì cũng rất là buồn, sợ. Nói chung là bàng hoàng từ sáng giờ đứng ngồi không có yên. Bàng hoàng là không còn biết gì, nó cũng như là xúc động dữ lắm. Cô mới tới đây. Cuối giờ chiều nay thì chiếc xe cứu thương xuất phát từ con đường bên hông căn nhà đã đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Hiện tại thì toàn bộ căn biệt thự đã bị lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân thì tập trung rất đông đến thời điểm hiện tại để theo dõi vụ việc, vì theo một số người chia sẻ thì đây là vụ việc chấn động khu vực này. Đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết bước đầu đã thu thập nhiều chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Nhận định ban đầu đây là vụ án giết người cướp của có tổ chức từ trước. Hiện công an đang khoanh vùng đối tượng, chưa tạm giữ nghi can nào. Còn theo luật sư Hà Hải, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức bài bản. Thời gian gần đây, mức độ nghiêm trọng của các vụ án đang tăng dần. Rõ ràng là tội phạm nó thứ nhất là nó đã dã man, nhưng mà nó không phải là một người nữa mà một nhóm người, nó có đồng phạm. Rồi nó không phải chỉ đơn giản là đồng phạm mà nó mang tính chuyên nghiệp, là bởi vì nó giết người mà nó giết bằng một cái phương thức, bằng một cái thủ đoạn như nhau hết. Và cái thủ đoạn, cái phương thức nó cực kỳ dã man, không thể chấp nhận. Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Bình Phước, đoàn công tác của Bộ Công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường. Người thân trong gia đình này vẫn đang túc trực bên ngoài, mong có thể sớm vào được bên trong căn nhà để có thể nhìn mặt các nạn nhân. Căn biệt thự Quốc Anh có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong khu vực về vụ việc ngày hôm nay.